Tiếp theo. Bạch sư cho con hỏi, khi mình đọc sách hoặc học hành một công việc, mình tập trung vào đọc sách hay chú tâm vào công việc, thì một hành động này được xem là chánh niệm không? Mình cần chú tâm vào đọc sách hay cần có tâm biết là mình đang đọc sách? Làm sao để việc đọc sách trở thành việc chánh niệm? Cái việc mà chúng ta tập trung vào công việc á, hoặc là tập trung vào việc đọc sách, được xem là tâm có định. Và nhớ, định và niệm là hai anh khác nhau ạ. Nhớ nha, định và niệm là hai anh khác nhau. Chỉ khi nào chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì khi đó chúng ta mới gọi là có chánh niệm. Còn khi chúng ta tập trung vào công việc, tập trung vào việc đọc sách, nó chỉ coi là tâm có định chứ cũng không phải là chánh định trong bát chánh đạo. Nhớ nha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.